Ây da, gọi anh ơi. Rồi 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 rồi, vô 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 dép. Rồi rồi à, vô ai da vô chân em mày. Ây da. Từ từ. Xịt máu rồi cả nhà ơi. Mệt rồi. Ờ hai con luôn. Cũng luôn. Quá dữ rồi. Đúng trời. Quá dữ rồi. Có con gạch nữa. Ngon anh ơi. Bể tay. Gạch nữa rồi, hai con gạch luôn. Hai con gạch luôn. Bể tay, bể tay. Hai con gạch luôn á. Hai con gạch luôn. Con đào này, trời gì ham quá trời anh ơi. Chính của cha nha. Ừ. Con nào? Ủa hai con luôn kìa. Đã quá trời, dở lên đã cái tay á trời. Dính đã cái tay gì đâu á. Dày luôn à. Dày luôn à, dao luôn à. Chào nha. Em chào cả nhà nha. Nhà này em gắn như khùng như đi. Buổi tối đầy năng lượng giống như hai chồng em cả nhà. Giờ này là gần hơn 10 giờ rồi đó cả nhà. Giờ đi thăm lập cua cả nhà. Kiếm cua, kiếm tôm được rồi, vô nước kiếm tiền sống cả nhà. Khổ quá bây giờ đi. Đừng đi ăn trộm vuông ta nghe cho nội. Đi trộm vuông bây giờ. Ăn trộm vuông cha mẹ cả nhà. Chứ mà ăn trộm vuông khác. Lỡ cha mẹ có bắt dính thì ông bản cũng phải chửi sơ sơ thôi. Chứ gặp mà ăn trộm vuông ta đã bắt dính đập chết rồi. Thôi, giờ đi thập lập cua. Giờ em cũng nghỉ trang luôn cả nhà. Đó. Bắt cái đèn lên cho cả nhà hết hồn chơi. Quá dữ. Trời trời chói luôn đấy. Rồi đi, tới thùng nha. Trời, tới thui vậy đó. Hai vòng đi. Quay về cả nhà xem anh. Yeah. Là cái chỗ này là cái chuồng gà, cái dàn mớp của mình. Rồi xuống dưới đây là chuồng của mình. Về đây vuông của mình luôn để cả nhà biết là mình đang chậm. Cái ghế đốt gì rồi ta. Ờ đi cả nhà. Đi ghế nào. Như cái chai đây. Đây nè, cái chai. Cái chai là cái lọp đó. Cá lìm kìm vô, cá lìm kìm ghê. Cá lìm kìm mà có nhiều người bắt chín là kho tiêu cũng ngon. Ngon lắm. Cái đầu tiên coi như thế nào nha các bạn. Nó con. Nó con. Đây. Con này nhỏ này. Hey, con này cua cũng y bắt không? Y tứ rồi đó, bắt rồi. Đúng rồi. Sẽ nó mềm thôi. Ê, anh bạn. Đừng như vậy chứ. Đừng như vậy chứ. Rồi, hết luôn. Ê, thế dư, đi. Dư càng. Sợ sao? Anh sư tử cọp anh còn không sợ nữa, sợ anh cua hả? Giờ đi kiếm thịt với cái khác. Em có thấy được. Giờ vợ em đòi chói để sợ nó kẹp á nha. Cứng nè. Cứng không? Cứng. Cua đó cua đực cũng được y tứ rồi. Ừ. Đó con về này đi ha. Chói nó đi, về đó chói em xé của nó mấy người lấy cua phái. Đúng rồi. Mua lại. Nhà cả nhà một con cua nó chói cọng dây mới lớn rồi nè. Một con cua á. Em mà chói cọng dây nè. Tua cọng dây xuống hết cuộc lại. Ừ. Ý cọng dây em đưa xuống nó kẹ nấy hai cái gạn á. Ừ, đưa xuống. Dây chạy, giờ chỉ luôn chạy. Ừ, anh đi theo mấy lái cua với anh. Theo anh Thái với Kỳ biết luôn nè. Ừ. Đó, chỗ gì đi, chứ để hai chồng mình mà nó quớ anh. Nó lụm hai chồng mình luôn. Mà kiếm cái vật khác. Cá làm kìm nhóc luôn. Vuông cá làm kìm dữ lắm. Với cá đối nè, cá đối anh thả là nhóc luôn. Cá đối là có lý rồi. Đuối, cá đối qua nằm thuốc là nhóc đầy luôn cái vuông. Cá đối mà anh biết không, gần gần Tết mà cha lấy nước ra nước vô á. Ừ. Mình lấy giọt mình xúc anh Tèo. Nghe cống hả? Đúng rồi, năm nào cũng vậy hết trơn á. Mỗi năm trước á là cũng vậy nữa đó. Gần gần Tết bắt đầu là nó ra miệng cống. Mình lấy nước ra nước vô á, nó ra miệng cống. Ừ. Rồi chỉ lấy giọt xúc cái mình sẵn mình nưa, mình để cái bếp than gần đó luôn ha. Đúng rồi. Xúc dính con nào cái là mình lụm con đó luôn. Này cái này. Thì có không?
Chết rồi. Đây không có, đi kiếm cái khác. Tìm cái nữa. Hai cái, một cái có, một cái không. Cái này cái thứ ba mới sao. Có đó. Một con. Nè, con này cũng trọng này này. Ừ. Cũng con này vô ý tứ rồi. Không có cùi y nó bự hơn gì. Ô trời nó nhanh. Con nổi ơi. Dở dọ liền lụm mình ra. Giờ đi thăm đi chứ sáng đi thăm thêm thằng Tăng nữa là có. Đây lại đây em yêu. Mày chói luôn. Chói luôn. Lại đây với chị em yêu. Cứng rồi. Nhìn thấy nó cứng nó. Được hai con cũng ngon nha. Ngon lành nè. Nói gì nữa. Con nằm cành đào. Chụp cái để coi, dẫn chụp cái coi dính được nhiêu con ha. Ừ. Đi thăm hai quận. Giờ đi thăm quận. Mình đặt cua nè. Mình chịu khó chắc tối mình đi thăm một quận gì nè anh ơi. Với lại sáng mình thăm một quận nữa nha. Nó mới có nhiều. Đúng rồi. Chứ mà để cua luôn rồi tới sáng ăn hết cá cua ra luôn à. Đúng rồi. Hết mọi mấy lần mà mình bể gì đó anh. Ừ. Sáng không chất quất à. Rút kinh nghiệm nha. Rút kinh nghiệm. Này cái nhà đó xong. Lại con. Giờ bơi đi kiếm tiếp. Con em nè. Sáng gực trên chân nó. Giờ nó chấm phát ở chân chỉ có hai thằng khùng với đứa khùng mới đi nói chuyện khơi khơi. Thấy từ từ cả nhà. Nó có luôn. Bắt đi. Lụm luôn phải không? Cua đó chắc cua đạn, mất mẹ. Ô, Tứ. Không sao. Nãy mình đi hả? Tứ cũng 180-200 kg á. Ừ. Móc móc cá lại đây nha. Hồi nãy đi em quên đem thêm cá nè. Ừ. Đi mà mình quên đem thêm cá nha. Nói là mình phải đem theo. Đúng. Rồi nó hết rồi mình. Nó hết rồi là mình. Về lại đặt cho đường kinh. Yeah. Em quay một cái video là từ một ngày không mà nãy giờ là chỉnh video chưa rồi nữa. Bây giờ là phải đi quay tiếp nữa. Chói luôn. Bữa nay hai chồng mình bội thu anh. Bội 4 cái được 3 con. Ui dạ. Đi dạ, đi dạ. Gì? Không được, nghịch trai. Nội hết hồn ba. Nghịch tai không được. Con này biết cứng dữ là này. Ừ. Ngắt luôn. Chói con cua này đi thăm tiếp đó nha. Này cái thứ năm. Thứ năm. Kìm lên kìm, anh thấy cái lên kìm không? Con kìm nhóc luôn. Con kìm ăn tôm không biết. Có. Ủa, còn nữa xíu anh. Đâu? Còn thả đi. Ừ, một xíu rồi. Một xíu. Tính ra dung mẹ giờ cũng có cua anh. Có. Thả cho nó đi rồi hả, đặt dục vô khác. Ừ. Rồi dục chỗ khác dữ chưa? Đấy, cái này sợ nó không dám vừa nè. Cái này không dám vừa nè. Nó đang ngồi. Đây mà cái nè. Thắng lại. Thắng té địch luôn mà không thắng nổi. Có đó, có đó. Con cua bự nha. Bự à? Ờ, cua bự. Cua mà nó bị gãy mẹ chèo gãy hết trơn anh ơi. Bắt luôn. Đẩy xuống nó cũng vậy thành cua số. Gãy me gãy bỏng hết trơn à. Cái me là mất cái chị luôn không anh? Ừ. Cái mà bắt luôn đi, bắt luôn đi chứ. Mua xô thì mình đem về mình xử luôn. Đập nó luôn hay gì? Có
còn mua y thì tích khác. Giờ mà móc mồi lại dục xuống rồi chói con cua rồi đi thăm nó. Giờ nè chói con này, cua đó vợ nó già già cua dữ rồi cả nhà, mà nó bị ruột mới nghe phải con cua này mà. Đây được à, ba con vậy còn bốn con có lý quá ha. Ừ. Anh này thấy cua này mà nó không bị gãy nghe cũng ngon á, bán cũng tiền không á. Cỡ bà thử mời đi bán nữa rồi sao, đi mai bán luôn, bán được nhiều mà được, được nhiều được chứ. Ừ. Rồi đại ca đi, đại ca đang trong thời gian thắt lưng bột bụng. Giờ đi thăm cái khác nè, quá trời mũi với bùa hồng, bùa hống nó bay quá luôn, nó thấy đèn nó bu theo à. Người ta biết kêu bằng gì mà gì, thấy đèn nó bu như là người ta kêu bằng con điêu thân đó. Điêu thân, con điêu thân gì đó. Thì đừng giờ nó lên cao nữa ha. Ừ. Đừng dạ, cái này tốt đó, đừng là mấy cua cắn rồi, cua nó ăn. Ừ. Đi kiếm cho quay nói chuyện con cua cái gặp luôn đi. Cái này cái thứ 7-8 vậy đó hả? Không nhớ nữa. Cái lùm kìm bay lên luôn nè. Hả? Thấy không? Tự bay lên xuống luôn rồi. Dạ thôi, bữa nay có lý gì anh ơi. Con này bự. Dím kêu con gạch thế vậy. Nhưng cua gạch luôn. Em không biết nữa. Dím cua ngon không anh ơi. Ui, cái này cái là mà không biết con gạch không. Ừ. Mềm lọt cái gì ta? Sao mềm cái gì nghe cái bụp ha? Ừ. Để rớt xuống sườn cái bụp. Thôi bắt nó thử coi. Mềm không? Chưa, mới vừa đụng mà sao biết được. Nghịch tay nữa. Thấy không? Cứng, cũng cứng. Cứng, được. Được, bắt luôn. Thì nào nên làm chảnh. Làm chảnh này tính. Chảnh cho mấy thằng lái nó tính sao chứ. Cái làm kìm nè, thử bay nè. Thả đi anh. Yeah. Cho nó con đường sống đi anh. Mình không ăn để trên đó làm chi, nó ngủ cù nèo sao. Ồ, mà đi, cả ngàn con. Nhiều lắm. Cái làm kìm để mua mốt ha, qua Tết nè thuốc đem coi cái dương cha lấy nè, cái lâm kìm cho coi, bắt cái lâm kìm em để dành tủ lạnh ăn kho tiêu ăn. Cái lâm kìm biết làm gì không? Làm gì? Làm mắm chua. Ngon hả nhỉ? Mắm chua ngon lắm. Còn thôi cái này muối muối mặn chắc chiên cũng ngon. Ừ. Chiên giòn. Chiên giòn. Cắt cái đầu thôi. Cắt cái mà lăn bột chiên luôn à? Nói gì nữa? Đó. Bụng rồi nè. Làm cho con. Hình như nãy giờ một con thả với lại một cái gặp không có gì vậy này. Ừ. 2, 4, 2, 4, 5 nằm với hai cái kia nữa là như 7, còn ba cái nữa gì không biết, mình nãy mình có sót cái nào không biết, nhắc tối không thấy đường trời này không có biến chăng luôn cả nhà, tối đèn có đèn đói đói đen như mực luôn. Ừ. Hôm nay ngày ngày 30, 31 gì kìa, nó không thấy kìa, thấy vợ thăm lộc cua thấy có lý em anh chờ phải nó... phải gì chứ mệt không? Ờ, hai con luôn. Cũng luôn. Quá đó, dữ rồi. Đúng trời. Quá dữ rồi. Có con gạch nữa. Ngon anh ơi. Bể tay. Gạch nữa rồi, hai con gạch luôn. Hai con gạch luôn. Bể tay, bể tay. Hai con gạch luôn á. Hai con gạch luôn. Con này lần đào rồi. Trời gì ham quá trời anh ơi. Kiếm của hai nha. Ừ. Thì ăn đi. Ngày mai bể tay à. Chó không kịp luôn, để dở gần hết đi rồi lên tính ha. Ừ. Lại đi. Lại đi. Gọi đi kiếm nữa. Mê quá. Tìm mà cái này. Ba. Một con nữa. Con bự luôn. Ừ. Con dắt kê vô cua gì vậy chứ không ai đi. Hai ông nội nữa cũng kè lên em hoài nữa. Ui, cái này còn con miếng cá. Móc đại vô đi. Luôn tại nãy quên em cá theo luôn. Nãy mình đi mình quên á, dở ra. Cua đực mà mừng. Đó. Cái này trúng đậm à. Cái này trúng mùa. Không ngày mình đặt gặp từ đó cho mình đặt gặp chỉ có lần này mình nhiều nhất nha anh. Ừ. Rồi xa xa ra đây, bỏ đặt. Hình như còn một cái nữa gì đây này. Sáng đi thăm nữa là ngay luôn. Cái cuối thì
Ờ. Chắc quá rồi. Chắc quá rồi. Đi làm chắc. Rồi, giờ mình vô mình trói hai cua này đây. Ừ. Sáng mai cái mình gỡ tiếp. Tiếp. Giờ trói luôn. Trói luôn hả? Đó là. Cua đó cua được quá không? Đúng rồi. Cứng nha, nhìn là biết cứng. Nhìn cái màu nha. Ừ. Cái màu già cua. Mấy con vịt nè. Cái tối không ngủ còn này, cạp cạp nè. Hôm gà đẻ trứng chắc đẻ xong hết thì. Hôm nay mình không có lấy trứng được không anh? Lấy hôm bữa lấy được 2 trứng 4 năm ngày nay không có. Ừ, cũng có cua gạch cua cái cũng nhiều đó mà không biết gạch nhiều. Ây da, gọi anh ơi. Rồi vô dép. Rồi vô chân em mày. Ây da. Từ. Xịt máu rồi cả nhà ơi. Ây da. Nó miết luôn rồi. Buông nó mới nhả. Chảy máu nó gì? Xịt rồi. Yeah. Xịt xì gô rồi. Xịt xì gô thôi à. Ừ. Nghe nghiệp. Thế nào cũng phải bị rồi. Trời ơi, cái này phải chịu thôi. Này phải chịu rồi đó nha. Nha. Nhất rồi. Bay cái nết lột cây luôn rồi đó. Nó kẹp cái bay cái nết lột cây luôn đó cả nhà. Ồ. Chí này lại thẩm dữ lắm anh ơi. Ngon lành không nhỉ. Nặng xì xì gô ra để nó nhức quá anh ơi. Quá khứ rồi. Quá tội nghiệp, lắc lên thưởng cho con cua gạch. Thôi, để bán kiếm tiền cho mẹ cha đi. Ăn cua không vô. Dẹp một cái một luôn. Săn chẳng tâm lý luôn. Điếng luôn á. Lắc lên lấy mấy con cua này bỏ vô xô để anh xò đèn cứ có gạch. Tối này anh đi lấy cái xô. Anh lấy xô để anh tính tối rồi còn con nữa xong rồi. Sư tử nhất nè, sư tử mời sừng cái giò cho. Sư tử bữa nay biết đau rồi. Em thương con cô nó kẹp cho anh biết đau không? Em anh lại tưởng em lại gì nhưng biết đau. Lại luôn á, làm như một cái một. Té đá quần nó vậy, gỉ đá. Gặp anh nữa đó. Rửa mấy cua rửa nước cho quơ cho sạch hết đi rồi hả, bỏ vô xô. Cái là mình quơ xuống thôi, rửa chỉ sạch chứ trời. Cái là mình quơ nước. Bỏ nhẹ nhẹ ông nội, bỏ dữ trời. Bỏ đường găng me hay vậy. Găng me, găng muối. Có bỏ bao nhiêu đó. Ba em rồi. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám con trời đã rồi. Đó một ấy một tám đêm. Cái này chối này lại nó hơi lỏng rồi. Xích chặt. Giờ. Rồi giờ vô tắm rửa vô. Ngủ đi. Giấc đẹp ngày mai mình tính tiếp. Rồi tính tiếp em. Ừ. Nhiều đó mình thấy ấm bụng rồi đó. Giờ vô. Giờ bắt mấy cua cái ở nhà soi đèn thử. Cái này mới cua được không? Cua được rồi. Con này hơi mềm rồi mới nó. Hơi dúng tay à. Ừ. Kệ đi, mình đem lên cảnh cái nào không mấy thì mình tính sao? Không có à? Không có mà nó cứng là nó bắt cái gì ta? Bắt y. Gì hả? Không, còn chưa chưa. Chắc em đi không có gạch nhiều đâu. Con này cũng không gạch. Ừ. Bắt y rồi. Này, cô được. Cô được, lấy đèn rồi vậy. Hình như có hai cô cái vậy. Hai hay ba con? Không gạch. Không con nào cũng gạch chừng à? Được rồi. Rồi.
Không con nào gặp. Thành quả một buổi tối của hai vợ chồng. Đi à. Đi thăm lập cua. Được nhiều rồi là cũng ngon rồi, ngon làm cành đào rồi. Sáng mai dở thêm chập nữa cả nhà coi thử dính nhiều hết hay cả nhà. Ngày sáng mai mà được nhiêu đây nữa thì có lý ha anh Tèo. Ngon, ngon cơm. Ông giáo sư với bà giáo sư được bữa ấm no. Còn em bị bữa bị sạch si gô. Cha nội này nè, kêu dai cũng không tiếp được gì hết. Tại kêu cái tật cái miệng em quen cả nhà. Em có bị cua kẹp em kêu anh đập nó cạn cua bỏ. Em bị gì cái em kêu dữ trời. Rồi, giờ anh Tèo dẹp vô cái nhà. Rồi, bắt đầu sáng nha cả nhà, nhớ đón xem tiếp nha. Tụi em đi thăm lập thêm quận nữa. Ăn cái gì? Ăn mâm chén. Cái nhà mà tối này, nhà mình nó có ba đứa à. Mà một ngày em rửa chén ba chặt. Em không hiểu ăn chén cái gì mà ngày nào cũng rửa ba cũng chặt. Rửa chén xong hai chồng đi thăm lọt cua tiếp đó nha. Để đi lên xã bán thôi có được nhiêu. Hôm bộn 8 con rồi đó, không biết sao. Giờ đi thăm lợp nó chắc sáng gãi lúa rồi NDK ra ăn nó mổ cái cành lửa đất mình chứ nó quào á không có ta bằng trang bữa nay lũng lỗ không ai hết chứ gà thì cũng quậy khỏi nói kinh khủng khiếp này ông bi kìa đó ông bi đó cũng lần nào mà không thấy chèo xuồng nó cứ chạy theo vậy đó mệt ổng hết biết rồi. Nó tiêu tiểu luôn. Tiêu. Hôm cá ít á anh phải mình không đem cá gì theo nhiều đâu mình lấy á. Móc lại ha. Ừ. Sáng sớm giờ này cỡ 6 giờ. Sáng này buổi tối là mình đặt có mấy tiếng là mình dở rồi anh. Ừ. Bữa nay mình sáng mình ngủ dậy là nó hơi dài thời gian á. Biết đâu có ăn cá xong nó ra. Sáng sớm mẹ dòng bác mẹ hả mát à đất làm đám mưa nó mát vậy cũng nghi lắm á thấy ôm mù á kìa hút luôn gà dèo dữ trời ơi đâu rồi ngồi đo nhìn trời nhìn đất nhìn mây không à ông vợ nè một con ù có lý gì ừ. Hết thích ăn luôn nè này. Hết luôn. Hết gặp lại đi rồi lát cái mình. Ê, đừng có lại gần tao nữa nha. Tại hôm con kia lụm tao con gái này. Đây nè, coi nó không dữ nè, không được nè. Đúc Hải dội lên, không dám để Hải dội dưới. Thêm mà em nữa nè. Em đầu không có, em thứ hai có. Em đầu cũng có mà con nhỏ là... Con nhỏ, ok rồi. Đây có luôn. Cua gạch đó nhỉ. Cua nó vuông cạn cái gì hết luôn. Cua nào cũng cua gạch chứ mà không còn nào có gạch nữa rồi. Cua nào cũng cua trái hết trơn mà không có gạch. Cái con cua nào không có gạch là gì, cái nào đi. Cái là gạch nó không có bự. Không có. Đó, hai, ba cái mà ba con. Cái còn cũng có lý anh nè. Có lý. Bò vậy đó. Thêm cái nữa. Còn nó. Ui, con rộng rộng không anh ơi. Cua cái nó cùng sai với nhau không anh ơi. Ừ. Sáng này đi bán chắc vô mánh mà không biết được nhiêu này. Biết được nhiêu biết cái cua biết có giá không anh Tèo. Cua cái nữa đó. Cái nữa. Được con cua được. Không giữ nó dương càng cô được cũng không dương đồ ông đuốc mày gãy càng xưa sợ lăn hay sợ me mà luôn muốn ăn cái gì mà đặt sơ là cô bước gãy càng sợ me muốn ăn thì để người ta làm cho ăn đừng làm gì hơn dở gặp mà dính thấy ham quá có nữa nó ui chuông không luôn anh ơi gì kiếm vuông không à dạ yeah. Ừ. Mà bữa
Ủ gạch không biết. Không biết nữa. Mấy con một con, hai con có gạch có lý nha. Quá rồi, 4 con. Cái nào cũng có con chứ. Là 5 cái rồi đó, mà 4 con. Con kia nhỏ kia thả. Quá dữ. Mẹ nè. Ủa, năm lưới rồi mẹ. Mẹ neo luôn đó hả? Neo chắc dính đầy luôn rồi. Gãy hai cua nó hả? Trời trời sườn cặp lên anh. Dây à? Trời dây của mẹ giống như dây hôm chói anh. Ừ. Chứ mẹ không có dây ấy hả? Không có dây giải hả? Dây gãy hai cua bán rồi cả nhà dính nước cống hôm. 5 con lượt mà bắt được 2 con rồi. Gì hả? Con hôm cũng có cua cái gạch nhóc đó, mà gạch đó mà con trôi không có gạch đầy, gạch yếu chắc bắt y tứ chứ. Cầm lưới hả? Với y tứ hay xô xô chắc đem về luôn thả lại. Y tứ rồi bán. Thì kệ mình đem lên rảnh coi thử người ta mua kiểu gì. Ừ. Ta mua được thì mình bán, không được mình đem về. Ừ. Mình đem về mình thả vô mình đó, có gì đâu bình thường. Mất mát cái đâu sợ. Nhà ta lưới ở đâu? Mấy này đâu để dở thôi. Để quay luôn, dở cái giống đang quay luôn. Tìm cái. Cái này cái thứ 6 rồi đó. Nó. Cái nào không có vậy á? Không dính vậy. Vô nước hay rồi. Cua. Điểm vuông không à anh ơi. Có điểm vuông nữa nè. Điểm vuông nữa nè mẹ. Im quá nha. Vuông mà lên gặp cái bán tiền không đó nha. Còn cái vuông thì bán hết tiền. Mẹ tính thăm lưới rồi chiều rồi đặt lại cái gì? Mất lại cái mẹ xiên á, mẹ đi ra mẹ thăm nhiều lắm. Cái lưới đây lần quần. Đây là cái lưới nè. Cái gì? Dính cục rác. Mẹ chơi chiến thực nè mẹ. Mẹ bao nhiêu lắm được lên được. Gì đó. Chị ra chị vô cái. Lại dính liền. Để coi thử này nhớ thử này. Để coi mẹ đang dưới đẳng cấp như thế nào. Nó mị lợi chứ. Mẹ đang lưới sâu quá. Một con, coi. Nghe tua thôi thả. Thì đường này ngay văn kè cua kìa. Bắt luôn em. Để dính cua nữa vậy nè. Tan ta, banh ta lưới rồi. Banh ta lông hết trơn. Nhưng qua đêm mà còn gì chịu nổi. Cua nữa. Lưới là dính cua luôn ha. Xé lưới luôn. À. Cua này xé lưới. Xé luôn đi. Đâu có đường nào mà để. Chói chói đại đi. Cái này đem lên chảnh này nó mua sao rồi tính tiếp. Ừ. Cái nào chị kêu để đại luôn nha. Cái nào kêu đem về đem, cái nào kêu cái nào bán được bán. Ừ. Anh biết không? Tại vì dây của mẹ phải mẹ có dây giải á anh. Ừ. Ai ngờ đâu không có dây giải. Gãy ngoe người ta nghe, gãy chèo nha. Thì mà ai nữa? Có nè. Ừ. Cua. Cua dính vuông nữa. Khá dữ đi vậy. Lần đầu tiên em từ ngày lúc mà em đi dở ấy đi gặp cua cái mà với lại lúc tới giờ cái này là ứng dụng nhiều dữ luôn. Cái này mà nuôi cho nó tới gạch bán đã luôn anh. Ừ. Rồi hai con cua gạch bán đã 100 ngàn. Cái mùa tết á. Mùa tết đang ký triệu mấy đó. Cua gạch. Cua lên giá. Lên giá ký triệu mấy. Không có cua bán. Sao vuông mình ít có con nào gạch cứng như anh Tèo ha. Chắc ăn đủ chắc. Ừ. Vuông ta cua gạch mà lội ra ngoài luôn. Còn vuông mình sao. Có tết không. Bộ hổ ngắn vậy. Giờ cua là bò rồi anh gãn nữa hả? Bắt luôn đây, đại đi. Dính vuông không? Không có cua được thì chị không lên gạch. Không có cua được mà nó ốp à. Nó ốp để cho lên gạch á ha, thấy không? Ừ.
Cái nhiều quá. Có con cua đực á, ngồi ngay trong chuồng nó xuống ớt nó lên gạch. Trời ơi trời. Cua nhóc rồi nó không biết thế nào. Không biết người ta mua được sao đây. Cua thì thấy có trước mắt có thấy có cua đó nhưng bán được nhiêu tiền? Bán được nhiều thì đem về bao nhiêu ở nhà? Bữa ngày qua mẹ bán một con 50 ngàn đó anh. Vậy đó. Một con một mà được 50 ngàn đó mà không biết của mình là tới mười mấy con mới được nhiêu. Mẹ gửi thêm hai con chắc bữa nay tới kiếm chịu được không? 19 con. Ai biết làm gì có ông nội. Có nào. Ủa hai con luôn kìa. Đã quá trời, dở lên đã cái tay á trời. Dính đã cái tay gì đâu á. Vậy luôn rồi. Vậy luôn rồi, giàu luôn rồi. Con nó hơi nhỏ, con hơi nhỏ. Kệ nó bắt đại đi. Trời trời. Nào bắt quá. Thấy gì chứ nhiều khi nó chạy mà mình không bắt á anh ta. Nó nước sao chứ không chạy luôn. Không đi vậy. Chiên này ông bà giáo sư ngon lành. Còn cái cuối cùng nữa rồi đó. Cái này. Ừ, cái này quá đã. Thắng gì vậy? Thắng két. Sáng chưa có gì bỏ bụng vô thắng không nổi. Lên không? Ủa, nó. Con nhỏ. Thả luôn đi. Chắc cỡ được 19-20 con. Một. Một chục cái gặp bà dính mười mấy, mười một, mười hai con phải không? Ừ. Cái nào cũng dính hết trơn. Không cái nào mà không dính luôn á trời. Giờ giờ vô chói rồi. Vô chói rồi đem đi bán. Giờ chói. Đây công đoạn chói. Công đoạn này là lâu nhất. Có kẹp nữa. Kẹp rồi cái nhã. Rồi, mới kẹp bây giờ cũng kẹp nữa. Rồi cho quất một cái bợp. Anh ơi à. Ừ. Được. Mấy con á. Cái này cũng lâu à. 15 phút mới xong á. Mẹ gửi hai con đây chói được hai con bốn con. Con này còn mấy con? 1, 2, 3, 6, 7 con nữa. Dữ à. Mềm không? Mờ đại đây, rồi lên chợ nó bắt sao thấy con đó giống như nó ốp. Con nào anh mẹ hả? Ừ. Cỡ bắt đại đi, dừng nào lên chợ anh về tính đi. Không được thì thả. Mua giá được thì mình bán, còn không được mình đem về. Ừ. Chứ mình trời ơi mấy con lấy cua mà. Cái này hôm nè. Hôm 8 rồi. Đây nè cả nhà. À, được mấy con ta? 2. Nãy đếm mấy nhiêu con quên đúng không? 2 4 6 8 10 mà mẹ hai con làm được 8 con. 8 con hả? 8 con nhưng hôm 8 con. 8 con. 6 con. Cái này cái xô hôm. 8 con đó anh. Đó. Sao quá nhà, quá dữ. Điền đem vô. Quá wow, vô mánh luôn hả vậy? Vô mánh à. Quá trời là đầu tiên mình đặt cặp cua mà dính nhiều vậy á. Ừ. Hoa dữ. Bây giờ vô em thay bộ đồ. Biết bán được nhiêu. Rồi đi chợ bán nữa. Chạy lên tới xã để bán cua. Cái đường quá hổm mở ra giờ gào lên. Rồi hổm xe chạy quá không có dẻ xuống được, không gào rồi luôn. Thì lăn cho nó dẻ thiệt dẻ. Người ta mới đổ nhựa lên. Giờ này 7 giờ mấy vô học hết rồi nè. Nhắn que thôi không?
bên này mấy bên trường học. Biết đại ca có lợi ngồi bãi bến chưa? Là tính rượu mới đang chưa ra nữa. Chắc gì vậy? Biết ra chưa nữa. Ngồi vô. Chưa luôn. Má ơi má, còn lại má. Giờ đợi lấy cua ra. Giờ cho hai chồng chạy đi ăn đi, kiếm gì ăn sáng đi rồi lát rồi lại bán sau. Kiếm gì bỏ bụng cả nhà. Hồi hôm giờ đến sáng này nữa đói nghỉ tay chân à. Chối cua tay chân nó gung á. Giờ kiếm gì bỏ bụng đi. Giờ đi qua chợ kiếm gì bỏ bụng. Đi kiếm đồ ăn. Ăn hoài không ngán em. Nói gì đó vậy? Cái đầu con tại không tiện. Này đâu phải của mình đâu. Ghe quăng là quen thuộc ăn đây. Vô. Oh. Hello bà chủ. Bún riêu. Cho một dĩa cơm sườn. Ồ. Được. Bữa nay không ăn mắm à. Sành thiếu tháng này được rồi. Giờ à. Chỉ cơm nè, hồ hồ. Hai cái miếng thịt chà bá. Quá xa. Nước mắm ớt. Mắm ớt hả? Của em, tôi cũng ghiêu của em nè. Xương, đồ hủ, chả, ghiêu cua, với quyết, dĩa rau sống. Quỷ của hai vợ chồng. Ăn sáng với hai chồng em đi cả nhà. Ăn xong để đi bán cua. Chút xíu lấy sức đếm tiền coi. Ở được nhiêu ấy à? Tôi ghét cái thiệt anh. Yeah. Được nhiêu tiền mà đặt nó đếm tiền. Nhưng mà cái nhà. Khỏe đi. Nhưng mà vui anh ơi. Bữa nay thấy trong lòng vui dữ luôn. Tại vì thấy lần đầu tiên mà mình đặt cặp với cô miếng nhiều vậy á. Ừ. Mà thường đặt đâu miếng nhiều đâu. Ngon không? Ừ. Đau bụng không ngon. Tập thay lên hả? Ớt cũng vừa ăn. Cho ớt gì đó không? Cho xin mấy. Nhiều thôi, nhiều quá, ớt cay lục lưỡi. Chanh tắt rồi vô. Thích gì bỏ đó. Cái gì chứ bán cho giáo sư chứ. Mẹ chồng ăn này tốn tiền. Thử ăn rồi tự trả tiền trước. Trời ơi, cho cái tí siêu ớt. Giờ cay không được khỏi ớt này. Không phải không cay á. Còn vô đây chưa thấm rồi nè. Con ớt là trả tiền cho chủ quán nha. Con ớt trả tiền. Trời ơi, con nhiều quá. Mốt nghĩ là máu. Ăn á. Mình ăn á là mình tự trả tiền. Còn tiền có giáo sư, bà giáo sư là phải đưa cho ông bà. Đưa cho ông bà đàng hoàng cũng dễ gì để. Mình bị bán á. Mình bán của mình đâu dính tiền được đâu anh. Mình bán nhiêu mình quay lên trơn rồi. Cả nhà anh chị cô chú biết trơn rồi, đâu ém tiền được. Tính ném mà mấy anh chị của chú mốt gia bộ ném có nè. Dạ ngày nào mấy em có clip mình. Tụi gì ngon. Sáng nào cũng ăn muốn ghiêu đó. Ghiêu. Anh chèo thích ăn muốn ghiêu cái gì? Ghiêu với hủ tiếu đúng không? Hủ tiếu. Anh chèo hủ tiếu anh phái nhiều không? Đúng rồi, hủ tiếu gõ anh đều phái. Ở nhà nha. Rồi em đi ra đường là bún bò, bún mắm, không thêm cơm sườn, có nhiều đó cả nhà. Mình tới luôn à? Ừ, bún riêu em ít thích ăn. Miếng chả nè. Ở nhà. Ngon. Sáng hai chồng đứa một ô đứa một dĩa này là no bụng tới chưa? Chưa. Lâu ăn. Sẵn chuyến đi bán cua, bán tôm này ăn luôn. Bình thường sáng sáng thì nếu mà đi chợ sớm là mua đồ về nấu ăn luôn. Ngon. Thank you.
Cua ốc kìa. Coi thùng cua là 200 lần đang ngồi ăn. Lên nói chuyện con hồi gái thùng cua mất tiêu. Mắc thùng cua bể luôn. Bể luôn. Chửi gỡ ra. Giờ trong tranh thủ đi bán cua nha. Đang đại ca. À, tô bún riêu với dĩa cơm. 60 triệu. Dữ dài vậy. Trăm triệu đó, thói lại 40. Trời ơi, trời, ăn sáng hơn mấy người mà đẳng sơ cấp. Đẳng sơ cấp nước ngoài ăn tô 30 triệu. Đi bán cua. Rồi, giờ qua tới. Ê, gạch không đó nha, đang đàng hoàng chết nha. Bữa nay y nhiêu? Y tứ nhiêu? Rồi y 22. Gạch. Gạch 32, 30 tùm lum lắm luôn. Nhìn phải không? Bắt xịn sòn ha. Gạch không có gạch cứng không đó, coi coi soi đèn kỹ không mới được. Soi đèn kỹ mới thấy gạch nha. Ô gạch này gạch. Vậy là tính sao? Như vậy. Xo. Xô à? Nội. Đó, gạch quá trời gạch không thấy. Trời, đưa vô xô không bỏi luôn. Đó. Ôi trời ơi. Ai biết bắt đại lên vậy đó. Trời ơi, trắng tươi không vậy đó hả? Mới rồi xong luôn. Bữa nay sao mà rồi xô một nồi luôn thì sao được tiền? Cái đó là muốn mất sơ á anh. Mới xô. Xô vậy là cái nhiêu? Hơn 100 ngàn. Trời ơi. Ờ, hơn 100 ngàn. Hai chú cua kéo đẹp quá vậy là. Nó. Quá đẹp. Tay này... nghề chưa có điêu luyện. Không này biết đúng rồi. Trời ơi trời. Tốt cua đó. Tốt cua mà sao? Xô không mà sao? Xô không à. Mặn lại nó mới cứng. Nó mặn chừng nào được chú? Hai tết hả? Hay là gần tết? Đó, đựng con này vậy đó, đựng con rồi đó. Chú vô cái nữa coi. À, con đó được kìa. Ờ, làm có gì luôn á. Còn đó chắc vô y à? Tứ. Chập tám. Chắc bán giỏi lắm, cái này chắc được có 180 ngàn gì trời. Anh thấy em chói cọng dây đẹp tẻ không? Quá đẹp. Không, miếng mặt cọng dây là nó nhỏ đây nha. Màu sắc sạch thôi. Người ta mua, anh mua người ta 180 là mua vợ chồng em phải là 200 đó. Thấy cọng dây không? 250 luôn. Ôi, 200 được rồi. Chói cọng dây là không có miếng gân nữa. Nữa hả? Trời rồi, cái đó đem một đống về luôn. Nữa là. Rồi, chăm luôn. Bắt vỏ lên thấy ham nó dài lắm, tưởng nó vô mánh này. Còn đó chắc vô y vậy, chứ không phải y tứ nè. Chết rồi nè, tứ là chết nè. Y y cao hơn chút. Ê gạch đó. Nó gạch. Vớt chừng má. Vớt rồi đó. Con này con mềm xèo luôn vậy. Con nói cua đực mà. Sao gì má. Ê, đó, y vô, vô. Ủa, một thùng luôn, mấy kg luôn. Người bắt sao dính hay vậy trời. Đặt đặt á. Rồi có biết đâu em đó, 200 em đâu biết cua nào bắt được, cua không đâu bắt lại vô đi. Cua này nó mới vô, đâu vô. Gì hả chú? Nó, y nó sao không? Tứ bạn ơi. Tứ à. Ủa, một gạch luôn, bắt không? Trời ơi, lại trời, không được con gạch nào luôn. Thả đi. Trời ơi cái này tao mua lại tao nuôi rồi. Nuôi á, nuôi lòng á. Sáng này sáng nó múc bờ tôi cao rồi tôi mua cái này nè. Được nhiều cái này nhiều rồi. 96 còn 66 nè. Xác xác vô. Nó mới lên. Ờ chiếc này tính kỹ. Nó mua vàng mà không giờ nó mới lên. Dạ. Chứ còn nó cho cá giết là tiêu luôn. Nó dài luôn hả chú? Nó ăn có qua chết không đại? Nhiều. Em chiêu ăn được. 20 còn 720. Ờ trời. Nhiêu đây đem về luôn nè.
nè bỏ vô. Nhiêu? 2740 ngàn hả? 2740 Tổng 13 quận 614 rồi. Từ 200 mấy, từ mấy con à? 274.800. Từ mấy con? Này 3 con. 5 con bán được 5 con. 20 con bán được 5 con ông nội ơi. 5 con 274. Ồ, kìa. Tặng ngàn luôn trời, ly xì luôn trời. Tặng nhiêu? Ly xì nhiêu? Trời ơi quá dữ trời, chết giàu luôn. 275.000. Thôi, giờ về cả nhà. Đó, nguyên đêm đó. Giờ video em nha. Tỉnh nói bắt lên video chơi. Có bán buồn gì được đâu. Cho đem về bắt gỡ dây ra thả lại nữa. Đó rồi. Thôi, video em tới đây cả nhà. Nhà đón xem video theo cả nhà cho gia đình em được đăng ký, được like, được lượt, được chia sẻ cả nhà. Chúc cả nhà khỏe, là bye cả nhà. Bye cả nhà, chúc cả nhà khỏe cả nhà.